Thưa quý vị, thời gian gần đây, tại khu vực cầu cảng cá Trà Bồng thuộc xã Bình Đông, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện hàng loạt nhà hàng nổi kinh doanh ăn uống. Điều đáng nói là các nhà hàng nổi này được người dân xây dựng theo kiểu tự phát, không có bất cứ cơ quan nào cấp phép. Vấn đề này sẽ tiềm ẩn nhiều tai họa. Tại khu vực cầu cảng cá Trà Bồng, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, với chiều dài khoảng 1 km có đến 7 nhà hàng nổi kinh doanh ăn uống. Các nhà hàng này được người dân tự làm theo hình thức dùng các thùng phi nhựa làm phao rồi lát gỗ để làm sàn kinh doanh ăn uống. Các chủ nhà hàng thừa nhận việc xây dựng nhà hàng nổi này là tự phát nhằm kiếm thêm thu nhập, chưa có bất cứ cơ quan nào cho thuê mặt nước hay cấp phép xây dựng. Mấy quán này buôn bán được thì bây giờ mấy quán này họ thấy lồm được thì họ lồm họ bán thôi. Theo chính quyền địa phương thôi, họ không chuyện là thôi, chứ bây giờ cứ trước làm được sao làm được, thế là đâu chứ dân thì đâu có dám nói, do là do địa phương thì cứ trước làm được sao họ làm được thôi, chứ không ai nói hết chứ. Chính quyền xã Bình Đông, huyện Bình Sơn cũng thẳng thắn cho rằng các nhà hàng nổi ở khu vực cầu cảng cá Trà Bồng là tự phát, chưa có cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng. Sau khi xuất hiện tình trạng này, chính quyền xã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và lập biên bản yêu cầu các chủ nhà hàng này tháo gỡ. Các chủ nhà hàng cũng ký cam kết đồng ý tháo gỡ nhưng đến nay vẫn không thực hiện. Có hộ dân này họ lén lút, chính quyền địa phương họ tự ý họ làm những vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ, và họ làm ấy, thì họ lưới động lực lượng lớn, có thể là trong một đêm là họ làm xong một cái nhà nổi. Vì phía địa phương ấy, là chúng tôi cương quyết dứt khoát là phải anh đã vi phạm thì địa phương phải xử lý. Phối hợp với bộ đội biên phòng chúng tôi đã lập biên bản và đề nghị buộc tháo dỡ, thì công dân cũng đã cam kết buộc tháo dỡ, và nhiều lần qua nhiều lần như thế thì chúng tôi mời công dân đến đây và ban hành quyết định thì họ. Vì sao mà đến giờ phút này mà công dân chưa thấu giải thì công dân cũng một nàng nạn là bây giờ nhà nước tạo điều kiện cho công dân, cái việc là công dân vi phạm thì họ chấp nhận là họ vi phạm, mà khi buộc thấu giải thì họ xin cam kết là bây giờ nhà nước cần đến cái sử dụng đến cái vùng nước này thì họ sẽ tự thấu giải, tự nguyện thấu giải mà không có yêu cầu bồi thường hay là hỗ trợ hết. Các nhà hàng nổi này do người dân xây dựng tự phát, thiếu đảm bảo điều kiện an toàn, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế thì trong thời gian qua, ở một số địa phương trong cả nước đã xảy ra nhiều vụ sập nhà hàng nổi gây thương vong cho nhiều người, nên nếu cứ để những nhà hàng nổi trái phép này hoạt động, sẽ là ẩn họa về tai nạn khôn lường.